liều lĩnh trong kế hoạch cướp lại đảo rắn, Ukraine thiệt hại nặng nề, mất 8 máy bay và 50 binh sĩ. Các bạn thân mến, mặc dù có diện tích không quá lớn, nhưng với vị trí địa lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, khiến đảo rắn trở thành cứ điểm mà quân Nga chiếm đóng đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch. Những ngày qua, Kiev đã có một quyết định rất táo bạo, đó là đổ bộ bằng đường biển và sử dụng không quân để giành lại đảo rắn, nhằm bảo đảm quyền kiểm soát phần phía tây bắc của Biển Đen. Tuy nhiên, kế hoạch giành lại hòn đảo này của Ukraine là vô cùng khó khăn khi bị quân đội Nga phá vỡ, đồng thời tổn thất nhiều khí tài quan trọng. Theo đó, Nga cáo buộc Ukraine cố gắng giành đảo rắn trên Biển Đen với sự trợ giúp của Mỹ và Anh. Song kế hoạch này bị Moscow đẩy lùi, ít nhất 8 máy bay của Ukraine đã bị bắn hạ trong giao tranh. Hãng tin Lenta của Nga ngày 9 tháng 5 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều đợt đột kích nhằm tái chiếm đảo rắn, còn gọi là đảo Zmeinir trên Biển Đen, theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky với sự trợ giúp của Anh và Mỹ. Tuy nhiên, với các hành động chuyên nghiệp của một đơn vị quân đội Nga, kế hoạch khiêu khích của Ukraine đã bị đánh bại. Đối phương chịu thiệt hại nặng nề. Theo quan chức quân đội Nga, lực lượng Ukraine thậm chí đã cố gắng đổ bộ đường không và dùng tàu bè tiếp cận đảo rắn. Ít nhất 50 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, trong đó thi thể 24 binh sĩ vẫn mắc kẹt trên đường bờ biển của đảo, hiện do Nga kiểm soát. Tại đây, trong các đợt giao tranh kéo dài 3 ngày, phía Nga bắn hạ 4 tiêm kích Ukraine, gồm 3 chiếc Su-24 và 1 chiếc Su-27. Ngoài ra, một trực thăng Mi-24 và 3 trực thăng Mi-8 đã bị phá hủy. Hôm 8 tháng 5, Nga cũng khẳng định đã bắn chìm 3 tàu pháo đề án 58181 Centaur khi chúng tiếp cận đảo. Cách đây 2 hôm, Ukraine khẳng định đã hủy một trực thăng và vài tàu bè cỡ nhỏ của Nga, đồng thời đăng tải video ngắn để chứng minh, trong đó có video ghi cảnh tiêm kích dội bom xuống các mục tiêu trên đảo. Đảo rắn rộng khoảng 18 hecta, nằm trên Biển Đen, cách bờ biển thành phố cảng Odessa khoảng 35 km. Có vị trí chiến lược về địa lý và ý nghĩa quan trọng về mặt tâm lý. Nga đã kiểm soát đảo này ngay những ngày đầu mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Khu vực này hiện trở thành điểm nóng giao tranh mới giữa lực lượng Nga và Ukraine. Đảo rắn từng là trung tâm đối đầu giữa đế chế Byzantine và Ottoman, giữa Nga và Ottoman, giữa Nga và Đức trong Thế chiến thứ nhất, giữa phe trục với Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Nhìn từ phía Ukraine, nước này hồi cuối tháng 4 tuyên bố tiến hành các đợt đột kích nhằm vào lực lượng Nga trên đảo rắn. CNN ngày 9 tháng 5 dẫn lời quan chức Ukraine đã khẳng định hai hệ thống phòng không tầm ngắn TOW-SA-15 của Nga trên đảo rắn đã bị đánh trúng. Trước chiến sự, Ukraine bố trí khoảng 100 lính biên phòng bảo vệ đảo. Vài ngày sau khi chiến dịch của Nga bắt đầu, Ukraine tuyên bố toàn bộ binh sĩ trên đảo rắn đã thiệt mạng vì hỏa lực của Nga. Tuy nhiên, phía Nga sau đó đã công bố video ghi cảnh lực lượng Ukraine tại đó hạ vũ khí đầu hàng, được đảm bảo an toàn, rồi sau đó trao trả cho Ukraine. Trước đó, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 7 tháng 5 cho biết, lực lượng của họ cũng đã bắn rơi nhiều phương tiện quân sự của quân đội Ukraine gần đảo rắn. Các khí tài này gồm một máy bay ném bom Su-24, một máy bay chiến đấu Su-27, 3 trực thăng Mi-8 chở quân. Ngoài ra, phòng không của Nga cũng đã bắn rơi 2 máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Ukraine. Tính đến ngày 9 tháng 5, Nga đã tăng gấp đôi số tàu chiến mang tên lửa hành trình phóng từ biển Kalib trên Biển Đen, nâng tổng số lên tới 50 chiếc. Tuần trước, Biển Đen chỉ có 3 tàu chiến mang tên lửa hành trình Nga với tổng số tên lửa là khoảng 20 chiếc. Đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý rằng, các tàu của hạm đội Biển Đen của Nga trên Biển Đen và biển Azov đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cô lập khu vực tác chiến của Ukraine, tiến hành các hoạt động do thám, hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng Nga về phía bờ biển Ukraine. Nga đưa tướng cao cấp ra chiến trường, biến nhà máy thép Azovstal trở thành địa ngục trần gian đối với quân đoàn Azov. Theo trang báo The Hill, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các chỉ huy cấp cao của Nga đã tiến vào chiến trường Ukraine trong bối cảnh Moscow đang nỗ lực giành quyền kiểm soát phía đông và phía nam nước láng giềng của họ. Cụ thể, các chỉ huy cấp cao của Nga có khả năng sẽ lãnh đạo các hoạt động của các đơn vị quân đội của họ. Bộ Quốc phòng Anh lưu ý rằng, các chỉ huy của Nga hiếm khi giao quyền điều hành cho cấp dưới của họ, những người không có kinh nghiệm lãnh đạo quan trọng.
Tuy nhiên, không rõ sự hiện diện của những chỉ huy cấp cao trên chiến trường có phải là dấu hiệu cho thấy khái niệm tác chiến của quân đội Nga đã được tinh chỉnh hoặc thay đổi hay không. Theo Bộ Quốc phòng Anh, các động thái mới nhất của Nga cũng khiến các quan chức cấp cao gặp nhiều rủi ro hơn, cũng như có thể khiến binh sĩ Nga thiệt mạng nhiều hơn. Bộ giải thích rằng, các sĩ quan mới được thăng cấp thay cho những chỉ huy cũ đã thiệt mạng trên chiến trường, vẫn tương đối thiếu kinh nghiệm chỉ huy tác chiến là nguyên nhân có thể dẫn đến thiệt hại đáng kể cho Nga trong thời gian tới. Bản cập nhật được Bộ Quốc phòng Anh đưa ra cùng thời điểm Nga đang kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng Hồng quân Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Trong một động thái liên quan, Phó Thủ tướng Nga Kosnulin hôm 8 tháng 5 đã đến thăm Mariupol, thành phố cảng miền nam Ukraine, nơi Nga tuyên bố đã giành toàn quyền kiểm soát. Nhưng Kiev thì nói rằng lực lượng kháng cự của họ vẫn đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal. Tôi đến thăm các vùng lãnh thổ đã được giải phóng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Tôi đã đến thăm Mariupol, Volnovakha, Lugansk cùng các thành phố khác và trò chuyện với người dân địa phương. Phó Thủ tướng Nga Marat Kosnulin thông báo trên Telegram hôm 8 tháng 5. Trong chuyến thăm Mariupol, ông Kosnulin đã gặp lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denis Puslin khi đến thăm cảng thương mại Mariupol. Ông Kosnulin tuyên bố, cảng này nên được sử dụng để mang vật liệu xây dựng vào tái thiết thành phố, đồng thời nhấn mạnh cần thực hiện các công việc quy mô lớn để hỗ trợ nhân đạo cho người dân nơi đây. Ở các khu vực, việc khôi phục lại cuộc sống yên bình đã bắt đầu, cần làm rất nhiều việc, chúng tôi sẽ giúp đỡ, đặc biệt cần thực hiện các công việc quy mô lớn để hỗ trợ nhân đạo. Do vị trí chiến lược của mình, Mariupol đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga ngay từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Việc kiểm soát hoàn toàn Mariupol được xem là thắng lợi chiến lược đối với Nga, giúp nước này khóa đường ra biển đen của Ukraine. Đồng thời, mở hành lang trên bộ từ Crimea tới các lãnh thổ của phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Lời kể ớn lạnh bên trong mê cung nhà máy thép Azovstal. Sĩ quan tình báo của trung đoàn Azov ẩn náu trong nhà máy thép Azovstal đã kể về những điều không thể tưởng tượng nổi bên trong nhà máy. Ilya Samolenko, sĩ quan tình báo của trung đoàn Azov ẩn náu trong nhà máy thép này nói rằng đầu hàng sẽ là tự sát, đồng thời cho biết thêm tạm thời họ đang có đủ lương thực và vũ khí để cầm cự. Mô tả hoàn cảnh ngày càng nghiệt ngã và có thể cuối cùng là vô vọng của họ, Ilya Samolenko cũng nói rõ sự cay đắng của mình với chính phủ Ukraine. Ông nói, Ukraine đã thất bại trong việc bảo vệ miền nam đất nước và bỏ mặc cho Mariupol theo số phận định đoạt. Ông Samolenko nói, đầu hàng không phải là một lựa chọn vì Nga không quan tâm đến cuộc sống của chúng tôi. Hầu hết, chúng tôi đều biết điều này và đó là lý do tại sao chúng tôi chiến đấu không sợ hãi. Các cuộc giao tranh ở Mariupol diễn ra rất khốc liệt, một phần vì thành phố này đóng vai trò quan trọng đối với khả năng của Nga trong việc cung cấp tái thiết khu vực phía đông Donbass và thiết lập hành lang trên bộ giữa lục địa Nga với bán đảo Crimea. Phần lớn thành phố đã bị san bằng bởi các cuộc pháo kích và người dân Mariupol phải vật lộn để tiếp cận thực phẩm, điện và nước. Các chốt phòng thủ cuối cùng của Ukraine hiện nằm ở nhà máy thép. Tất cả phụ nữ và trẻ em sống trong bong ke của nhà máy đã được sơ tán sau nhiều tuần vật lộn với điều kiện sống khắc nghiệt. Trong khi đó, sĩ quan Samolenko cho biết các cuộc không kích và pháo binh nhằm vào Azovstal vẫn tiếp tục diễn ra vào chủ nhật ngày 8 tháng 5 và đã leo thang kể từ khi dân thường được sơ tán. Ông cũng cho biết các lực lượng Nga đang cử từng nhóm nhỏ khoảng 100 lính trên bộ để cố gắng chiếm giữ nhà máy. Chúng tôi đã sẵn sàng, Samolenko nói khi được hỏi liệu giao tranh đã bắt đầu trong đường hầm chưa. Đồng thời, ông đề xuất một cuộc giải cứu quân sự mà ông thừa nhận là sẽ mất nhiều tháng để thực hiện trước các hệ thống phòng thủ vững chắc của Nga. Ông kêu gọi các quốc gia ngừng sợ hãi Nga và tìm ra cách để đảm bảo trung đoàn Azov được sơ tán an toàn đến lãnh thổ do Ukraine nắm giữ. Ông Samolenko cũng miêu tả thêm về cuộc sống như mê cung của các đường hầm và hầm trú ẩn trong nhà máy thép Azovstal. Họ đã phải đào thi thể người chết ra khỏi một số bong ke bị sập dưới trận ném bom của Nga, cũng như những binh lính bị thương do viêm phổi và các bệnh khác do bụi bẩn gây ra trong bệnh viện dã chiến tạm thời dưới lòng đất. Người sống thì sống chung với người chết là cảnh tượng hãi hùng mà Samolenko nói rằng họ phải đối mặt hàng ngày hàng giờ. Công nhân Sehi Kumenko, một trong những thường dân cuối cùng được sơ tán ra khỏi nhà máy thép kể rằng nếu không có sự giúp đỡ của họ, tức là quân đoàn Azov, chúng tôi sẽ không thể sống sót.
Serhiy Kuzmenko kể. Lúc đầu, quân đội Azov thỉnh thoảng mang thức ăn và tã lót cho trẻ em, một số trẻ chỉ mới 1 tuổi. Nhưng sau khi lương thực của họ hết vào cuối tháng 3, việc giao hàng từ những người lính đã trở nên có hệ thống. Cứ 3 đến 4 ngày, họ lại mang thức ăn cho chúng tôi, gồm cháo, mì ống, Kuzmenko cho biết. Chúng tôi không có máy phát điện, vì vậy họ đã mang đến cho chúng tôi những cục pin đã sạc. Ông cho biết việc nấu bữa ăn mỗi ngày cho 70 người sống trong bong ke được thực hiện trong những chiếc xô. Và một số ngày, các vụ nổ ở trên có thể làm rơi vãi các mảnh thạch cao, tường bụi và thủy tinh vào thức ăn. Ngay cả khi không có pháo kích, môi trường vẫn bị tàn phá nghiêm trọng. Độ ẩm và hệ thống thông gió kém trong các bong ke đông đúc đã tạo ra nấm mốc. Kuzmenko nhớ lại việc treo một chiếc áo khoác, nhưng chỉ sau 2 ngày, nấm mốc đã phủ kín chiếc áo. Và giờ đây, ông đang lo ngại cho cô con gái 8 tuổi của mình có thể bị mắc các chứng bệnh nghiêm trọng về phổi sau khi hít phải bầu không khí ẩm mốc đó trong suốt gần 2 tháng qua. Kuzmenko đã làm việc tại Azovstal trong một thập kỷ, nơi ông giám sát thiết bị tại một cơ sở biến gang thành thép. Mô tả nhà máy này giống như một mạng lưới các đường hầm, gồm 36 hầm trú ẩn dưới lòng đất. Cuối cùng, khi Kuzmenko rời đi cùng vợ và con, phải mất 2 ngày trước khi họ đến được lãnh thổ do Ukraine quản lý ở Zaporizhia. Kuzmenko nói, chúng tôi đã bị thẩm vấn, chúng tôi được hỏi đã thấy gì, nói chuyện với ai, biết ai và binh lính Ukraine đang ở đâu. Mỗi người đều bị thẩm vấn trong 1,5 giờ bởi những người Nga khác nhau. Với những người lính còn lại đang cố thủ bên trong Azovstal, các lựa chọn dường như đang bị thu hẹp. Khi được hỏi muốn có phương án giải cứu nào, Samoylenko cho biết một vài lữ đoàn Ukraine nên mở một cuộc tiến công từ Zaporizhia cách Mariupol hơn 200 km ngay lập tức. Điều đó thậm chí, như ông thừa nhận, sẽ mất nhiều tháng để vượt qua hàng phòng ngự được chuẩn bị rất tốt của Nga. Đó là lý do tại sao Samoylenko kêu gọi cả nước ngoài tham gia giải cứu những người lính cuối cùng ở Azovstal. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!